Các đơn vị nghiệp vụ Công an thành phố Hồ Chí Minh đã triệt phá một đường dây tàng trữ buôn bán hung khí, công cụ hỗ trợ nguy hiểm do một đối tượng ngụ ở thành phố Hồ Chí Minh cầm đầu. Điều đáng nói là đối tượng này đã từng bị bắt giữ với tội danh tương tự cách đây không lâu nhưng vẫn tiếp tục tái phạm. Sau một thời gian điều tra theo dõi, ngày hôm qua thì trinh sát phòng cảnh sát hình sự phối hợp với phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an thành phố Hồ Chí Minh phát hiện đối tượng Vũ Thạch Vĩ, sinh năm 2000, ngụ ở thành phố Hồ Chí Minh, đang giao hàng cho một đối tượng khác trên đường nên tiến hành bắt giữ. Khai thác nhanh, cơ quan công an xác định Vĩ là mắt xích quan trọng trong đường dây mua bán hung khí của Tô Quốc Toàn, sinh năm 1992, ngụ ở thành phố Hồ Chí Minh, đã từng bị bắt giữ với tội danh tương tự vào tháng 3 năm 2016. Tiến hành khám xét nhà riêng của Toàn tại quận Phú Nhuận, cơ quan công an phát hiện cả kho hàng hung khí với hàng trăm đao kiếm Nhật, mã tấu, công cụ hỗ trợ, roi điện, còng số 8 các loại. Tại cơ quan công an, bước đầu đối tượng Toàn cho biết mua số hung khí và công cụ hỗ trợ trên từ Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, đem về thành phố Hồ Chí Minh, sau đó lên mạng bán để kiếm lời. Hiện vụ việc đang được tiếp tục mở rộng điều tra.